Tổng hợp các quán cà phê sách tại Hà Nội, cà phê đầu tiên phải kể đến đó chính là Tini Cà Phê, nơi bạn có thể tìm thấy bình yên ngay giữa những người ồn ào. Ở Tini thì đa phần là sách cũ, thế nhưng bù lại có đầy đủ những sách mà bạn đang tìm kiếm nha. Có rất nhiều cơ sở tại Hà Nội và thường xuyên tổ chức các hoạt động như xem tarot và thời gian mở cửa từ 7:30 tới 22:30 hàng ngày. Địa điểm số 2 đó chính là Nhã Nam. Ở đây thì có 2 tầng. Tầng 1 là hiệu sách với đầy đủ các thể loại. Bước lên tầng 2, bạn sẽ bị ấn tượng ngay bởi chiếc cầu thang đặc biệt khi mỗi bậc cầu thang đều được dán vào đó tên của một cuốn sách bất kỳ với nhiều màu sắc khác nhau. Không gian cà phê tầng 2 vô cùng rộng rãi mới mẻ. Nếu bạn đang muốn trải nghiệm một không gian cà phê ngay trong một hiệu sách thì đây sẽ là một nơi đáng để đến nha. Cuối cùng, một địa điểm bạn có thể lựa chọn để tổ chức sự kiện cho toàn câu lạc bộ hay muốn rủ bạn bè tới đây đấu một ván cờ vua ra trò thì Stucco Lab sẽ là một địa điểm bạn có thể lựa chọn nha. Ở đây thì hơi sách một chút và khi bạn muốn mang về bạn sẽ phải đăng ký và thuê nhé. Các phòng họp workshop đều được trang bị đồ dùng học tập, máy chiếu, máy tính bảng hay là những trò chơi board game đều có đủ cả. Đặc biệt ở đây thì mở cửa 24/7. Chỗ ngồi tại đây bạn sẽ phải trả một chút chi phí nho nhỏ nha. Còn về đồ uống cũng có khá nhiều lựa chọn, dao động trong khoảng từ 10 cành tới 70 cành. Và tránh trường hợp hết chỗ, bạn cũng có thể liên hệ trước với quán để đặt hàng bạn nhé.